Câu chuyện này xảy ra nhiều năm trước đây. Đây là câu chuyện có thật. Đó là vào ngày 15 tháng 2, cư sĩ Hoàng luôn theo tùy pháp sư tu học. Vô tình xem báo, nhìn thấy một mẫu tin khiến cô hết sức lo lắng. Anh xem, hôm nay có mười mấy nhà bán hải sản sắp đi đấu thầu mua ít nè. Đấu thầu mua ít à? Có chuyện đó nữa à? Anh xem, một thương nhân có gần 10.000 con ếch vốn dĩ muốn bán sang Nhật nhưng chưa có khai báo hải quan cho nên bị tịch thu sung công. Hôm nay có nhiều nhà bán hải sản đi đến đó để đấu thầu mua. Wow, gần 10.000 con ếch đó. Tôi mới nói ông chủ nhiệm hải sản gần nhà tôi. Tại sao hôm nay mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài rồi? Thì ra là đi đấu thầu mua mấy con ếch này. Đúng là như vậy rồi. Rất nhiều người đều thích ăn thịt ếch. Nếu như có thể đấu thầu được 10.000 con ếch này thì nhất định có thể kiếm lời rất nhiều. Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Cô nói nếu mấy con ếch đó được mấy nhà bán hải sản mua đem đi thì sẽ bị bán cho người ta ăn thịt. Điều đó là đương nhiên rồi. Nếu không dùng thịt ếch để làm thức ăn, vậy còn mua chúng để làm gì? Hả? Hoàng cư sĩ nghe nói có gần 10.000 con ếch sắp bị các nhà bán hải sản mua. Thế là cô vội vàng gọi điện thoại cho sư phụ, hy vọng pháp sư từ bi có thể mua những con ếch này đem đi phóng sanh để chúng khỏi bị cắt cổ mổ bụng khổ sở. Sư phụ, sự việc là như vậy đó. Thầy nhất định phải nghĩ cách mua mấy con ếch này về phóng sanh. À, được rồi, để thầy nghĩ cách. À, cư sĩ Hoàng mới gọi điện thoại cho thầy, nói có nhiều nhà bán hải sản sắp đi đấu thầu mua 10.000 con ếch. À, nếu mấy ngàn con ếch này bị họ mua đi, vậy là chúng không tránh khỏi nỗi khổ bị mổ bụng. Hả, sư phụ? Vậy là hơn 10.000 sinh mệnh. Chúng ta nhất định phải cứu chúng. Vậy thì việc này giao cho con đó. Con mau chóng đi đấu thầu, nhất định là phải trúng thầu đó. Sư phụ, xin ngài cứ yên tâm, để con đi giải quyết chuyện này. Cư sĩ Giang sau khi nhận lấy trách nhiệm nặng nề này rồi, lập tức lái xe đến cục hải quan. Nhưng anh không rành đường, chạy lòng vòng một hồi mới tìm được chỗ đấu giá. Cục diện hải quan rốt cuộc là ở chỗ nào vậy kìa? Ồ, hay quá, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Cô à, xin chờ một chút. Thưa ông cần gì? Tôi đây là đến để thầu mua ít. Vậy ông mau vào đi, ông quả thật là may mắn, buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi, sau khi bắt đầu thì không được vào. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, xin Bồ Tát phù hộ, sẽ một chút nữa là hư diệt rồi. Xin chào tất cả các vị, xin các vị viết ra giá mà quý vị có thể mua được. Từ trước tới giờ, mình chưa mua ít bao giờ thì làm sao mà biết được giá thị trường là bao nhiêu chứ? Xin Bồ Tát phù hộ, xin Bồ Tát phù hộ. Cư sĩ Giang, trong lúc không biết giá ít trên thị trường là bao nhiêu, đã viết giá 60.000. Sau khi mở phiếu, giá này lại được thuận lợi trúng thầu. Số nằm ông Giang với giá 60.000 đã trúng thầu. Ồ, hay quá, trúng thầu rồi. Đúng là Bồ Tát phù hộ rồi. Không biết là ông Giang đây kinh doanh cửa hàng hải sản nào vậy hả? Tôi từ trước tới giờ không làm nghề kinh doanh hải sản. Hả? Vậy là ông mua nhiều ếch như vậy để làm gì? Gần 10.000 con ếch sắp bị giết hàng loạt. Đây quả thật là một tội nghiệp rất lớn. Cho nên tôi dâng lời thầy tới mua những con ếch này, chuẩn bị đem chúng đi phóng sanh. Phóng sanh hả? Bất luận như thế nào đi nữa thì mấy con ếch này cũng là của ông rồi. Tôi dẫn ông đi xem. À, được rồi, cảm ơn ông. Ôi, sao mà nhiều như vậy hả? Đương nhiên rồi, gần 10.000 con ếch mà. Ếch nhiều như thế này làm sao trở về đây? Là gần 10.000 con ếch, số lượng nhiều như vậy mà chỗ hải quan lại hoang vu hẻo lánh như thế này, lại không có xe tải lớn để gửi vận chuyển, làm sao đây?
đúng lúc cư sĩ Giang đang phân vân nghĩ cách, vừa khéo có một chiếc xe tải đi ngang qua. À, xin ông dừng xe lại cho. Xin hỏi là chuyện gì vậy? Ông cần cái gì? Sau khi cư sĩ Giang đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ ra, người tài xế xe tải rất vui vẻ, đồng ý giúp vận chuyển hơn 10.000 con ếch này. Được, tôi sẽ giúp anh chở mấy con ếch này. Việc thiện này cũng là một việc công đức. Vậy thật sự cảm ơn anh. A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ. Mấy con ếch này cuối cùng cũng không phải bị thảm sát. Cư sĩ Giang trong lúc không biết đường, lại có thể kịp lúc trước giờ bắt đầu đấu thầu. Đây là việc kỳ lạ thứ nhất. Anh lại không biết giá ếch trên thị trường, nhưng lại đấu thầu thuận lợi. Đây là việc kỳ lạ thứ hai. Đón được xe vận chuyển ếch, lại chất vừa đầy đủ một xe tải. Đây là việc kỳ lạ thứ ba. Nhân duyên thành tựu, thiện nghiệp thật không thiếu một điều nào. May được Phật gia trì, công đức viên mãn, an ủi nhân tâm. Lúc chúng ta làm việc thiện, nhất định đều được sự che chở và phù hộ của Bồ Tát. Nhưng mà ít nhiều như thế này, như vậy thì chúng ta thả nó như thế nào đây? Nếu phóng sanh vào ban ngày thì sáng quá. Đúng vậy, cho nên ta hãy đợi đến lúc nửa khuya thanh vắng, mỗi người chia ra số ít và chia khu vực ra rồi đi thả chung. Dạ, dạ rõ. Đêm đó, sư phụ dẫn mấy vị cư sĩ đến khe suối chia số ếch ra, rồi phân ra cho mỗi người một khu vực để phóng sanh. Sau khi mọi người phóng sanh gần 10.000 con ếch này viên mãn rồi, không ngờ lại xảy ra một chuyện khiến mọi người kinh ngạc. Sư phụ, tất cả các con ếch đều được phóng sanh xong rồi. Toàn bộ đều được đã phóng sanh rồi, vậy chúng ta cũng về thôi. Ngay lúc mọi người chuẩn bị ra về, đột nhiên nghe thấy tiếng những con ếch trong khe suối đồng thanh kêu lên. Chỗ này vang lên, chỗ kia lắng xuống, giống như âm phạm trầm bổng, bao trùm khắp không gian trong bầu trời đêm. Mọi người nhìn thấy cảnh này, không ai mà không cảm động. A-di-đà Phật. Dạng vật trên thế gian này đều có tánh linh, đều có Phật tánh. Những con ếch này còn biết niệm Phật để báo ơn Phật. Thế nhưng con người lại là linh trưởng trong vạn vật, cho nên càng phải bảo hộ sinh mạng, phóng sanh.